À, em xin chào anh chị, hôm nay em xin giới thiệu đến cái dòng xe nâng mặt bàn chuyên để đẩy hàng hóa và các bất kỳ một cái loại hàng hóa nào, hoặc là chậu cây cảnh hay là các cái nhu cầu nâng hạ trong cái kho xưởng của anh chị. Dòng xe này là sẽ kéo đẩy và nâng hạ hoàn toàn bằng tay. Em sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng nhé. Đầu tiên khi anh chị đẩy đến thì anh chị hãy khóa khóa an toàn để cho xe cố định lại, không có lăn trong quá trình nâng hạ nha anh chị. Cái dòng xe này hạ thấp nhất của nó là sẽ 34 cm so với cái mặt đất, nên là khá là cao so với các cái dòng xe khác. Khi anh chị muốn nâng lên thì anh chị chỉ cần đạp vào cái hệ thống này thì hệ thống thủy lực nó sẽ nâng lên. Cái dòng xe này em đang thực hiện là dòng xe tải trọng 500 kg, cao tối đa là 0,9 m. Xe nâng mặt bàn có rất nhiều loại khác nhau, tải trọng từ 350 kg, cao từ 1 m đến cho 1,5 m. Nếu chị cần tư vấn về dòng nào thì có thể liên hệ để em tư vấn thêm. Đây là quá trình nâng hạ của cái xe nâng mặt bàn 500 kg, cao 0,9 m nha anh chị. Sau khi đạt độ cao tối đa và khi sau khi nâng hạ xong á, thì anh chị muốn hạ xuống thì anh chị chỉ cần bóp vào cái hệ thống tay cầm này thì hệ thống thủy lực nó sẽ hạ xuống. Sau khi anh chị muốn đẩy đi thì anh chị hãy mở cái khóa an toàn nhé. Nè, mở cái này. Xe này khá là nhỏ gọn. Cái tay cầm mà em đang cầm á, có thể tháo lắp ra để khi di chuyển hay là vận chuyển ở các đi xa thì nó sẽ rất là thuận tiện nha, nên anh chị có thể tham khảo. Bên em giao hàng khắp ba miền, hiện đang sẵn kho số lượng lớn với giá tốt, anh chị có thể liên hệ để em tư vấn và hỗ trợ thêm nhé. Cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.